Trở lại với thông tin về thời tiết. Chiều nay ở Nam Bộ đã có mưa dông, không biết là thời tiết ngày mai như thế nào chị Hằng My? Dạ vâng, thưa chị Phương Uyên cùng quý vị khán giả. Dự báo ngày mai ở Cần Thơ thì trời tiếp tục có mưa dông, có lúc mưa vừa, mưa to, đề phòng có sấm sét. Buổi trưa thì trời có lúc có nắng gián đoạn. Mặt tích cực của mưa là mang đến một thời tiết mát mẻ, dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 31 độ. Đang trong mùa mưa thế này thì áo mưa có lẽ là vật bất ly thân mỗi khi ra đường. Để giữ cho áo mưa được sạch sẽ và không bị hôi mốc thì khi vừa đi mưa về, quý vị hãy cởi ra và giũ ngay. Như vậy thì nước mưa lẫn bụi bẩn sẽ trôi đi. Sau đó, treo áo lên móc để áo mưa có thể khô nhanh mà cũng không còn mùi hôi khó chịu. Sau khoảng 2 đến 3 ngày thì hãy dành một chút thời gian để giặt lại áo mưa bằng xà phòng. Như vậy thì áo mưa của quý vị sẽ luôn sạch và thơm. Không chỉ ở Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở miền Tây Nam Bộ, ngày mai thì cũng sẽ có mưa. Mưa có thể xuất hiện sớm từ sáng nên là nhiệt độ ở mức dễ chịu, khi nhiều nơi dao động trong khoảng là từ 29 cho đến là 32 độ. Đối với các thành phố miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn ở miền Tây, khi mà nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Phước Long, Đồng Phú dao động trong khoảng là từ 31 cho đến là 33 độ. Vũng Tàu thì trưa mai mức nhiệt ở mức 30 độ, đề phòng mưa to có khả năng xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp. Đối với thành phố đảo Phú Quốc, ngày mai trời cũng có mưa vừa mưa to kèm với dông. Trời mát nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá 29 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Thời tiết thì không mấy thuận lợi cho các hoạt động trên biển quanh vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, quanh đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai và Côn Đảo thì dự báo sẽ tiếp tục có mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, đề phòng lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm.